làm ăn như thế à? Ông có biết lần này là lần thứ bao nhiêu ông đập rồi không hả? Ông cứ đập hết bát hết đũa như thế này thì lấy gì ra bán? Thôi ông đi vào trong đi. Nhanh lên. Cứ để đấy. Anh cho 2 bát phở bò ạ. Anh ơi. Đi. Anh làm giúp em 1 bát đầy đủ. Còn bát kia chỉ có bánh không rán nước thôi nhá. Ăn đi. Này, chịu khó mà ăn vào ngày nó mới có sức khỏe. Sắp tới kỳ thi cuối rồi đấy. Ở dưới quê ít khi bố được ăn thịt bò, trên này có ăn suốt đấy mà. Thịt không có mà. Được rồi. Việc của con là phải kiếm được học bổng ở kỳ học sắp tới. Đi làm thêm vất vả lắm con ạ. Tử tế nhỉ, ăn bát phở mà mãi vẫn không hết thịt. Bố ăn đi, bác còn để áp cả thịt rồi, ăn mãi không hết đi này. Bố ăn đi mà. Ôi bố, lóng ngà lóng ngóng làm cả ngày đã mệt rồi còn đi hầu. Bố có sao không? Bố không sao, không sao, con cứ về ăn tiếp đi. Ở đây ăn cũng được đấy con nhỉ? Vâng bố ạ. Con lấy cho bố cái ba lô. Mở ra chưa? Bố mang cho con cái chăn mới lên. Chuyển mùa dễ ốm lắm. Thế ở nhà bố đắp bằng gì? Tính tiền cho em với. Hôm nay miễn phí, không phải trả tiền đâu. Bàn tay cha yếu dần,
cha không thể nào ôm con như ngày thơ. Khi cha ra đi, bờ vai cũng yếu dần. Bố xin lỗi, bố không cố tình đâu. Bố già rồi, tay bố luôn, nó không theo ý của bố. Đời thì cha sẽ cố giúp hết tất cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc hết mấy năm trời. Cha chỉ mong rằng con xin lỗi, còn với lần này với tôi, còn hứa với bố, từ nay con sẽ thay đổi. Con xin lỗi bố. Hãy subscribe.